Thì là hôm qua là xong rồi gì anh? Đây, hello anh em, hiện tại thì mình đang chuẩn bị lắp cho anh trai cái mui lướt gió anh em nhá, của Hyundai Porter 150 này các bạn này. Đấy, xe của anh thì trước là đấy độ đèn này hôm qua vừa đăng kiểm xong anh em nhá. Hôm qua bác thì vừa đăng kiểm xong, thì hôm nay thì lắp lại cái mui lướt gió lên cho anh ở trên này. Đấy, anh em thấy không? Đây, mui lướt gió cắt đi cho anh ở đây. Và hôm nọ thì mình có nói với anh em là hiện tại thì bên mình đang lắp cái mui lướt gió này. Đấy, thì khi nào anh em nào có đến nhu cầu đăng kiểm thì các bạn cứ alo cho mình nhá, mình sẽ hỗ trợ anh em tháo lắp nhá. Đấy, hôm nọ thì có tháo ra và để hôm nay để anh ý đăng kiểm ngày hôm qua, thì hôm nay thì bên mình qua đây lắp cho anh trai. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy đồ lắp cho anh trai các bạn nhá. Lắp mui lướt gió này thì rất là dễ thôi anh em, giống hệt như các mui lướt gió mình lắp cho mọi anh em. Hiện tại thì đang lắp cái mui lướt gió cho anh trai này. Đấy, mui thì cũng giống như tất cả mọi lần thôi anh em, rất là đơn giản thôi anh em. Thì mình chỉ việc là lắp vào cho anh trai thôi. Đấy. Bê lên thì okay. Đây là đang lắp cái mui lướt gió anh em nhé. Mui này thì phối theo màu là vàng xanh để cho nó hợp với cái tông của cái gì anh em nhé, tông của cái xe của anh ấy với cái tem. Đấy, anh em bắn đi keo vào trong cho mình này. Bạn đi keo cho mình bên trong đó, sau đó các bạn vẫn vít thôi, rất là đơn giản anh em. Con này thì anh em cứ dùng vít bốn cạnh cho mình thôi. Ok đấy, các bạn nhá, các bạn bắn vít bốn cạnh cho mình nhá. Bạn viết trực tiếp xuống cho mình nhá. À, chúng cắt keo thì mà bơm các góc này không xong. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Sau đó thì mình sẽ bắn nó xuống như này đây các bạn. Đấy, ok chưa các bạn? Đây, mình quay quay sang bên này nhá. Đây các bạn này, đây, đi bốn cạnh đây, các bạn bắn trực tiếp xuống này cho mình. Các bạn bắn vít đâu, các bạn đinh rút tán gen thì nó tất cả đều vẫn phải khoan nóc hết anh em nhá. Ok, các bạn bắn vít này, đinh rút tán gen thì vẫn phải khoan nóc và đặc biệt vẫn phải bắn keo silicone. Đấy, anh em nhớ đây. Đây chú em. Đây các bạn thấy không? Các bạn sẽ phải bắn keo, sau khi bắn xong thì các bạn bôi keo silicone bịt kín lên trên cho mình. Đấy, và xong thôi. Sẽ đơn giản thôi. Đấy, ok chưa các bạn? Thì mình lại đang chuẩn bị tận cảnh hai anh em mình lắp cái lọc gió nhá, xịt của Hyundai Porter. Lọc này anh thay rồi anh ơi, lọc này anh thay, lọc để không phải lọc xịt. Đây anh em lọc xịt nhá, các bạn mình chia sẻ anh em qua chút này lọc xịt thì các bạn cái hộp như thế này, tem Movit. Cộng với thứ hai là cái hộp này thì các bạn có thể làm nhái được, nhưng mà trong thì không làm nhái được. Các bạn nhìn này, nó có biểu tượng logo này, anh em nhìn thấy không? Tay mình bẩn quá, logo này, Lê Han này, mã số này, còn lọc thường thì nó sẽ không có cái gì cả anh em nhá. Và lọc xịt của nó là giấy bông, anh em nhìn giấy bông này, sợi bông này. Đấy, nó là sợi sợi nha các bạn nhá, hai mặt đều dập logo chính luôn. Đó, ok nha anh em. Bên trong của nó là lưới tròn. Đấy, xịn sò 100% luôn. Đấy, đây còn hàng, đây là hàng gia công này các bạn này. Đây hàng gia công anh em nhá. Đấy, các bạn nhìn hàng gia công này. Đấy, anh đợi em tí, em cái này phải làm anh ạ. Cái này thì khi anh em lắp anh em phải làm xuống đây, để em tí. Để em làm cho anh đỡ bật, em tí. Cái này các bạn lắp là các bạn phải làm xuống nhá, làm xuống ấn nó lên nó mới cất, còn các bạn mà ngồi nghiêng người là không vào đâu. Anh em nhớ phải làm xuống giúp mình nhá, các bạn phải làm xuống đưa người lên thì các bạn mới có thể ấn vào mấy cái ba cái cửa vào được, còn nếu các bạn mà ngồi chéo là không vào đâu các bạn ạ. Đấy, anh em khi lai học gió con bắt tơi các bạn nhớ là làm nghiêng người các bạn nhá, các bạn làm xuống ấn nó lên trên, các bạn mà ngồi thì không bao giờ lắp được cái này luôn. Đấy, anh em thấy không, đây là gió thường này. Đấy, không có chữ nghĩa gì cả. Ok chưa anh trai? Ok anh. Dạ. Anh trai rất nhiều luôn. Đấy, anh em có nhiều ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Em vừa rồi thì có thay cái lọc gió cho anh trai thì
mình cũng chia sẻ với anh em đấy. Đấy, đây mùi giò xong rồi các bạn nhé. Đấy, anh em từ Hải Phòng anh em nhé, bác ấy từ Hải Phòng ấy rất là tin tưởng mình luôn, sẽ qua nhà mình luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hôm nay thì mình chỉ livestream về đây thôi và hẹn gặp lại mọi người tầm khoảng 3 giờ chiều nay thì mình sẽ livestream một số cái đồ mà gọi là một số những cái đồ thanh lý của một anh trai dân chơi Hyundai X8, toàn đồ Hyundai X8 luôn, toàn đồ xịn sò luôn. Đấy, chiều nay thì mình sẽ livestream và mình sẽ công bố cái thời gian tí nữa các bạn nhá, vì mình sợ là nhiều khi công việc nó bị nhỡ thành ra không like được cho các bạn xem ấy. Rất là nhiều thứ luôn. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người livestream sau các bạn nhá. Anh em nhớ inbox cho mình và ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.